Số 4. Số 4. Trời ơi, hôm nay đúng là ngày lên lùi của chị Massa rồi em ơi. Hết vào của ốc bây giờ đúng không chị? Trời ơi, chị toàn mình kẹo. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn cùng chui trên giờ mama cùng ăn mì tôm nhá. Các em ơi, nhưng mà ăn mì tôm ở đây là chị rất quyệt nhá. Ở đây các em nhìn xem mì tôm bình thường các em chỉ ăn với tôm này, với cua này, với thịt này. Nhưng hôm nay bọn chị có rất nhiều món khác nhau. Kẹo này, kẹo sâu này, trứng này, bò khô thì đương nhiên là có rồi đúng không? Bạn nào mà và món ăn của bọn chị sẽ phải bốc thăm đấy các em. Các em nhìn này, bạn nào mà bốc một số này là chúng mình nhân gọi là thích luôn đúng không? Các em ơi, ở đây còn có cả mì tôm chúng ta ăn với cá thì không biết thế nào nhỉ? Mì tôm chúng ta lại ăn với mực thì thế nào nhờ? Cho nên là rất là thú vị. Bây giờ bọn chị với bạn Susie sẽ cùng nhau bốc thăm xem là bọn có mì tôm của bọn chị gồm món nào nhá. Ok. Thôi được rồi, chị nhường cho em qua. Ừ, bé cho em bốc trước nhé. Ừ, đúng không em? Cho bọn Susie của chúng ta bốc trước nhé. Xem nào, bạn Susie được số mấy. Xin quay cho các bạn xem số mấy. Số 3, các bạn ơi. À, Susie, ô, trời thích thú. Các em ơi, sử dụng đuôi để gắp đi. Bạn Su của chúng ta sẽ được một miếng trứng. Trời ơi, bạn thích thật lên đúng không ạ? Bạn mì của bạn ấy bây giờ đẹp lắm rồi đấy. Để đưa chị cũng. Trời ơi, số 1 số 1 của chị. Chị đang bảo là không biết ai sẽ nhận đuổi tin mà bốc phải số 1. Cà chua rất là ngon rồi, chanh cũng được. Nhưng mà em một ngày mới bao quả ớt đấy mà. Trời ơi, món của chị công nhận tuyệt vời thật đấy. Bây giờ chị bắt hết cả quả chanh này vào thì chị nghĩ là chị sợ là chị sẽ không ăn được mất thôi. Nó sẽ vô cùng chua luôn đấy em ạ. Số 1 của chị đâu? Thấy số 1 của chị kia. Chị lại cắt chanh vào đây. Nhưng mà khi chanh với nước hỏng ấy nó sẽ bị hỏng. Có hộp sẽ bị đắng như vậy. Chị phải bỏ lại hộp hết em nhé. Các bạn ơi, chị không sao. Chị mà sao mắt vào đổ hết ra người. Rồi, đây là do chút cờ không may. Mình kết hợp tôi bây giờ đứng được bạn Su nào. Ồ, lắm với em. Chị hy vọng sẽ không bỏ một cái cá đâu. À, số 6 các bạn ơi. Số 6 hay số 9? Số 6 hay số 9? Số 9. Ôi, bà Su may quá hên các em ạ. Bạn ấy để được 3 miếng thịt bò nữa. Trời ơi, Su ơi, tại sao Su lại được toàn món ngon như này nhỉ? Ừ. Đơn chị nhá. Em nghĩ là chị số 4. Số 4. Trời ơi, hôm nay đúng là một ngày lên lùi của chị Massa rồi các em ơi. Hết vào của ốc bây giờ đúng không chị? Trời ơi, chị toàn mình kẹo. Trời ơi. Không. Em đang chị thắng đấy. Em cho làm sao đâu, bởi vì chúng ta cũng là bốc lông. Bác mì của chị đẹp đúng không em? Đúng rồi, đẹp luôn đi. Thế mà chưa? Ôi trời ơi, mình ăn. Ăn mì tôm với kẹo nó thế nào nhờ? Ơ, số 8. Số 8, số 8. Ô, cá với em ạ. Bạn số hôm nay của chúng ta nhá. Hay hơn, đây là một hộp cá hộp của số của chúng ta sẽ có thịt rồi này, có trứng này, bây giờ có thêm một cam một tí thôi nhá. Không được, sẽ bị đổ hết vào đấy. Không, làm sao mà được, chúng mình chơi mà. Bây giờ chị sẽ cho bạn Su mình ăn cái cay không? Đây là một con cá. Em muốn cá. Nhưng mà bây giờ em bốc phải rồi, em phải chịu chứ. Đúng không? Bây giờ là cho chị đúng không? Chị sẽ cho cái gì nhá? Sợ nhất ấy, chị lại phải bảo kẹo ấy. Số 7. Số 7. Rồi, chị làm mực các em ạ. Này, mực hộp. Phải nói rằng món ăn của chị chắc là đẹp nhất thiên hạ không ai có luôn các em ạ. Trời ơi, hết kẹo xong rồi. Sao lại đến mực? Xong này, đỡ nước vào đi. Ủa? Hai cái đều là cá mà. Có rất là nhầm mỏ. Nhưng mà cá này là cá khác. Trời ơi, các em ơi, các em đã bao giờ ăn mì tôm với kẹo và cá chưa? Nhưng chị nhìn bác của chị mà chị thấy mình tiếc lắm. Con Su ơi, tiếp tục đi đến lượt Su đấy. Lượt Su của chúng ta rất sợ anh đấy gọi. Số 10, số 10, số 10. Tương lắm rồi các em ơi, mặc dù chúng ta sẽ được chọc tương lắm. Số 10 thì các em muốn ăn được đâu. Các em phải chịu chị một mì bạc ở đây này. Em chỉ tính ốc nữa để một nhanh chán ấy. Bây giờ đến lượt chị. Trời ơi, các em nhìn mắt mình của chị hấp dẫn không? Số 2.
chỉ có bó hôn em ạ. Ừ, bó thì chị rất thích. Hay lắm. Hay, nhưng mà còn hôn là em phải ăn kẹo. Còn hai món kia là chúng ta chuẩn bị tinh thần nhé. Thôi dù, chú bóc đi. Số 6 bạn ơi. Số 6, hay không bạn chú bóc số 6 chính là Martinet. Thường là mayonnaise là mình sẽ ăn với bánh mì, nhưng hôm nay chúng ta sẽ ăn với mì tôm đấy. Chị thấy em hóa của bọn chị càng ngày càng thú vị rồi đấy. Trời ơi, và chị là người cuối cùng của em ơi. Người cuối cùng và chị hôm nay hoàn toàn mì đó của lắm. Chị số 5. Mì của chị hôm nay không phải là mì tôm mà là mì tôm kẹo. Trời ơi, những viên kẹo trứng bò này rất là ngon đúng không? Ai ngoại rất là ngon luôn. Trời ơi, đây thì chị không biết nó sẽ thành cái gì luôn. Vậy là bọn chị đã bốc xong. Bây giờ bọn chị sẽ thu gom dọn những cái này lại nhé. Và để cho các em nhìn thấy những món ăn của chị đặc sắc như thế nào nhé. Thế nào? Thì em ơi, trước khi chị đổ nước, em hãy nhìn bát mì của chị và bạn Sushi của các em này. Các em thấy bát mì của ai ngon hơn? Đương nhiên là bát mì của chị ngon hơn rồi, bởi vì màu sắc rất là sặc sỡ. Nhưng mà nó vô cùng là khó ăn luôn. Nó còn quá có ớt nữa cơ. Đấy là điều mà chị sợ nhất. Em thì chưa ớt. Ông em thấy đủ ớt vẫn đỡ hơn chị mà. Nhìn bát mì của chúng ta thì cũng sợ rồi. Mẹ em còn đỡ. Ừ, của em đỡ nhiều chút, của em ngon hơn mà. Của chị ăn thì nó toàn kẹo là kẹo thôi. Trời ơi, kẹo bắt đầu. Ui, bát của chị nó còn có nhiều màu. Bởi vì kẹo các bạn ý bắt đầu chị đổi màu ra thế. Còn bát của bạn Su thì vẫn xinh đẹp như thế nào luôn. Wow, bây giờ bọn chị sẽ đại lại nhá. Dạ. Ơi, chị đổ nước vào bên đây em đấy. Ôi, chị xin lỗi. Chúng ta sẽ để đợi chờ trong 3 phút các em nhá. 3 phút là chúng ta có thể ăn được. Còn các em ơi, sau 3 phút thì bây giờ chờ chị và bạn Sushi sẽ cùng nhau mở ra xem những bát mì của bọn chị như thế nào. Trời ơi, bát mì của chị tất cả những viên kẹo nó đã tan hết ra rồi các em ạ. Mì của chị thành mì 7 sắc có vòng. Chị nhìn cái này hơi khó ăn luôn các em ạ. Ui, này còn những quả ớt này. Còn của bạn Su thì rất là ngon. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chị với bạn Su sẽ cùng nhau thưởng thức nhá. Xem bạn thử mùi vị của một bát mì tôm mà quả kẹo như của chị thì suy nghĩ nào. Chứ không thể nó bỏ ớt cả cá nữa. Su ơi, Su ăn thử của Su đi xem nào. Chị sẽ thử của chị nhé. Cái mì cay đây. Wow. Để chị sẽ gắp của bạn Su nhá. Sao em? Mì của em thế nào? Yeah. Ngon không? Của chị khó ăn lắm. Của chị ăn nó bởi vì nó ngọt quá, nó có kẹo ấy. Những cái kẹo dẻo của em nhìn này. Bây giờ ăn tan hết ra như này bởi vì khi mà mình cho vào nước nóng ấy, tan hết ra. Và bát mì của chị nói thật là không thể ăn được. Đây chỉ là một trò chơi mà chị với bạn Su chơi thôi. Chắc là chị sẽ ăn thử bát của bạn Su vậy. Bởi vì bát của chị không thể ăn được. Bác của chung ngon các em ạ, rất là ngon. Bởi vì có cả mayonnaise rồi. Chung có thử bát chị không? Thử một tí thôi. Xong rồi Su cảm nhận cho các bạn xem là bát của chị như thế nào nhé. Có sợ không? Thế mà gì hả các em ơi. Mì của chị thật kẹo kẹo ấy. Em sợ là em sợ là đau bụng. Tốt nhất là các em ạ, tốt nhất chúng ta không nên ăn bát của chị đâu, chị sợ đau thật đấy. Bởi vì ở đây có rất nhiều loại kẹo ấy, đây chỉ là một trò chơi nhé, các em đừng làm theo như chị nhé. Bởi vì chị và Su chỉ muốn làm một thử thách thôi, thử làm một món mì mà gồm tất cả những cái món mà bình thường chúng ta không ăn đấy. Nhưng mà hôm nay mình chỉ làm thử, thực ra ăn cũng ngon bởi vì nó có một món chua chua của kẹo, nhưng mà nếu mà để ăn thì chúng ta không nên ăn nhé. Su ơi Su, bây giờ chúng mình cùng nhau chào tất cả các bạn thôi. Và hôm nay khi mà chúng mình làm bát mì để định để ăn buổi tối đúng không? Thế nhưng mà bây giờ như này chắc là bọn chị sẽ phải đi mua mì khác về để ăn rồi, bởi vì mì đấy không ăn được. Thôi chúng mình cùng nhau chào tất cả các bạn đi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem mì cho mình nhé. Các bạn đừng có lòng tin chúng mình chỉ làm trò chơi thôi. Đúng rồi các em ạ, bọn chị chỉ làm trò chơi thôi. Còn bây giờ bọn chị sẽ cùng nhau đi mua mì đi Su đi. Để chúng mình còn ăn chứ không nói nữa rồi. Nhỏ, tạm biệt các em. Em mà nói với chị. Thế là chị cũng thế.